bạn đã đến với kênh của Mekin TV các bạn. Thì hôm nay lâu quá chờ lâu luôn không có quay chia sẻ video cho đám mới của anh Chiến mình hôm nay bé cử hai cổ hai các bạn. Mà hôm nay không có thời gian quay, Tết giờ không có thời gian quay, bé cũng mấy cử rồi. Thì bữa nay gánh ra quay cho quý anh chị và các bạn xem video tiếp tục là cử vẽ tiếp theo. Phun hôm nay thì nói chung là không có thời gian để quay cho các bạn xem. Bữa nay gánh gói ra quay chơi cho các bạn, cho các bạn tham khảo cái vườn ớt của anh mình hôm gài. Thì nói chung ớt ở đây hôm gài thì không có giá cả hết trơn, chắc anh mình cũng thuốc xịt nó cũng ngừa nám thì cũng xịt cho có thôi chứ không có thuốc như lúc trước nữa các bạn. Thì giờ là cử vẽ tiếp theo thì không có anh đây, thì để mai mốt rồi gặp ổng rồi hôm gài vẽ được nhiều thì sẵn quay dần ớt các bạn xem nha các bạn. Bạn nghĩ để tay chân mình tham khảo dừng ớt mà cậu hai coi mẹ hôm gài coi được nhiều trái rồi tình hình trạng nám như thế nào và giá cả ớt thì nói chung thì các bạn cũng biết hôm gài mình báo giá đó các bạn, thì giá cả thì nói chung là cũng quá tệ. Thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn xem tiếp tục để mọi người cùng tham khảo mới của anh mình các bạn. Các bạn theo chân mình nha, lại dừng ớt cậu hai nè các bạn. Nó hôm gài bé này. Nói chung là nám thì cũng có xuất hiện rất là nhiều, nói chung là bé nhiều được nhiều. Thì tại ớt của anh thì mình hái thì nói chung là những lần trước thì nói chung là vốn liếng thì cũng ok rồi, bây giờ thì chủ yếu là hái có nhiêu ăn nhiêu thôi. Giờ phân thuốc thì phân thì không có giải nữa, chỉ phun xịt ăn đai gai. Giờ mình trồng bắp thì là cũng không có nhiêu các bạn. Nó thì đây cũng bé mà còn ớt bé cũng rất là nhiều nữa các bạn. Đó thì bé như bé ngang qua này các bạn, thì bé tới đó đường bao đó. Cái này chắc nám thì nói chung rất là nhiều luôn nè. Thì thuốc thì không xịt như mấy cử trước nữa, chắc là bỏ một số thuốc nám thì chắc nào nguyên ăn nguyên, thì không có phun như mấy cái đợt trước mà giá cả nó ok các bạn. Thì cũng hạn chế là thuốc ha. Nói chung là trái cũng còn rất là im, cuốn thì cũng rất là im. Giá cả này thì anh mình chắc không có nuôi nuôi ấy nữa các bạn, trái chín rất là nhiều nữa các bạn. Giá cả ok ông anh cũng tiếp tục mà cho nó vô mấy cái này để có tiền, chứ giờ giá này mình đổ thuốc vô cái mà bạn lỗ rồi, thuốc bạch nếu giá này là lỗ. Thì đó thì dạng trái cũng rất là nhiều nhưng mà nám cũng rất là nhiều luôn, thì do là giá cả không có nên là không có dưỡng cho nó im để nó giữ nám được các bạn. Thì dạng trái cũng rất là chín rất là nhiều nữa các bạn, hai trái cũng rất là nhiều nha. Giá cả không có nên con nhiều ăn nhiều đi các bạn, nhưng mà bạn đổ vô nhiều quá thì các bạn sẽ lỗ các bạn. Nó thì chia sẻ cho quý anh chị và bạn mình xem và tham khảo. Thì đây cũng rất là nhiều người ta bẻ đó bạn. Nói chung là giá này thì đối với mấy người mà trồng sau thì thua, đối với mấy người trồng trước thì giá này thì nói chung là cũng tạm chứ không có. Đó, trái quằn cây luôn các bạn. Sẽ sao chị các bạn xem cái cử ớt của tiếp theo của mình đến đây là hết các bạn. Thì chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Thì rảnh em sẽ ra quay về chia sẻ các bạn một số loại thuốc cũng như là cử khỏe tiếp theo của anh mình. Giờ rồi video thì cũng đến đây cũng dài các bạn. Thì chào tất cả các bạn thôi. Thì có gì các bạn cứ liên hệ comment bên dưới video, mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn tiếp tục các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ha.